Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì hôm nay anh em mình đang ở ngoài công viên này. Vừa rồi quay cho các bạn xem hoa ấy, như một công viên vàng khè luôn. Thì hôm nay anh em mình sẽ review giới thiệu cho các bạn về một món ăn nổi tiếng ở khu mình ở đây. Thì hôm nay mình sẽ dùng hai cái tấm set này nhá. Quay gần cho các bạn xem. Hai tấm set này là trị giá mỗi tờ là 1.000 yên Nhật. Thì hôm nay mình sẽ dùng hai tờ này để đi mua gọi như món này là món hàu. Ở tiếng Nhật thì gọi là kaki. Giới thiệu qua với các bạn về cái đồng tiền này nhá. Thì cái này nó từ một cái cửa hàng bán đồ, nó hợp tác với lại ngân hàng để làm ra cái tờ này. Thì cái tờ này đặc biệt là không được tiêu ở các cửa hàng khác, chỉ tiêu ở cái cửa hàng mà nó có ảnh các bạn này, nó làm ra cái địa chỉ ở đây. Thì đặc biệt cái đồng tiền này sử dụng là, ví dụ như các bạn mà mua một cái gì đó trên 1.000 yên thì các bạn phải trả thêm tiền vào như bình thường các bạn mua ở ngoài siêu thị. Còn nếu các bạn mua không đến 1.000 yên, ví dụ như 900 yên gì đấy, thì các bạn cũng không thể nào nhận lại được 100 yên còn lại. Có nghĩa là các bạn dùng là phải dùng bằng hết, còn không dùng hết là các bạn không được nhận lại tiền thừa. Thì bây giờ anh em mình sẽ đến cái cửa hàng này và sử dụng cái đồng tiền này nhé. Bây giờ anh em mình đã đến địa điểm cái cửa hàng này rồi nhá. Thì các bạn hãy nhìn xem trong tờ tiền với bên ngoài nó có giống nhau không nhá. Thì bây giờ anh em mình đã vào bên trong rồi, thì đây là của chỗ bán đồ đông lạnh các bạn nhé. Thì có cá cà rê, mực. Thì ở đây là khu vực này là khu vực bán những cái đồ như là cho khách du lịch đến họ mua về để họ làm quà ấy. Đây là ốc các bạn. Thì mình cũng không biết được tên ốc này là mình cũng không thể nào giới thiệu cho các bạn được. Cá hồng nhìn đẹp đấy. Đây là chân cua hoàng đế nha các bạn nhá. Nhưng mà ở đây nó luộc rồi, không còn nguyên cả con. Mình cũng muốn mua một nguyên một con ấy, nhưng mà không có. Đây cua lông này. Đây là cá hồi các bạn nhá. Cá hồi đông lạnh. Khá là to. Mỗi con nó khoảng tầm đến 4 cân. Bên này là các dạng như rong, trứng cá, họ muối, xì dầu. Này, đóng hộp trên cá hồi. Bên này, tôm. Ở đây rất là đa dạng, toàn là hải sản đấy các bạn. Đây là cá cà rê các bạn nhé. Tiếng Nhật là cá cà rê, còn tiếng Việt Nam thì mình không biết là cá gì. Con này khá là to, khổng lồ. Tầm 3 con tay của con anh không biết. Thế đây là cá hồi tươi các bạn nhé. Cá hồi tươi bây giờ nó là mùa cá. Đây là cá hồi khá là rẻ. Còn đây là cua, gọi là cua gai, 1/6 một con. Cái con này đã luộc rồi cho nên là nó mới đỏ như này các bạn. Một con là khoảng là tầm 6-7 lạng. Đây các bạn ơi, đây là chỗ bán hàu nhé. Hàu, sò điệp. Hôm nay mình sẽ review món hàu. Nên là mình sẽ hàu, ở đây có các loại hàu to bé. 50 yên, 90 yên, 120 yên, 150 yên, 180 yên một con.
Xem này nó con gì đây. Con to. Con to vậy. Nó không to bằng con hôm vừa rồi mình ăn. Thì một lúc nãy anh em mình đã tính rồi thì anh em mình sẽ ăn loại hàu 180 yên một con nhé, nhưng mà cả Huế nữa vào là 194 yên một con, thì cũng gần khít về số tiền. Xem vợ như xem vợ mất cả mất cái gì mất mất cái gì được vậy cứ đồ thì cứ đồ hay ok nãy cô đi xử nãy cô 10個。 全部、全部。あ、2000円分ね。お願いします。10個、1940円。10個だね。はい。OK。お昼を待ちの杉村様。お願いします。đi vòng vòng mình phát hiện ra cái này hay các bạn này, cái này là đầu mỏ của sừng hươu khá là hay, cái này làm những cái món đồ lưu niệm mang về làm kỷ niệm hay. Cái này mang về gia công thành móng làm đeo dây bạc dây vàng tuyệt vời. Thì mình đã mua được hàu rồi nha các bạn nhá. Ok. Thì mình mua cái con đấy thì mình phải trả thêm vào đấy hơn 100 yên nữa thì được 11 con, hơn 11 con, một con nhỏ hơn nữa để cho hết số tiền đấy. Mình có phải bỏ thêm hơn 100 yên nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ về nhà và xử lý bọn này nhá. Thì anh em mình đã về nhà rồi nhá. Thì đây là số hàu em mình đã mua này. Xem bao nhiêu con. Đôi 4, 6, 8, 10, 11 con. Bằng cái 2 cm kia thì mình đã phải bỏ ra thêm hơn 100 yên nữa để có con thứ 11 đấy các bạn. Thì đến trong thời lúc đấy thì xem so hàu ấy, anh em mình đã nhìn thấy cái món này. Ốc rất là ngon luôn. Nó vẫn còn sống yên các bạn này. Chạm vào. Nó co vào, nó cục vào. Đó, nó vẫn sống yên đấy. Đấy. Thì mình mua thêm ốc này về nữa thì anh em mình sẽ hấp xả. Con sò, con hàu thì vừa rồi đi qua siêu thị để mua thêm gia vị về để ăn sò hàu này nhá. Thì anh em mình đã phát hiện ra này. Ở siêu thị nó cũng bán. Mà có 140 yên một con này. Cực kỳ là to. Mà tay mình luôn. Thì mình đã nạy hết tất cả hàu ra rồi nhá. Thì mình không có đồ nạy nhưng mà cũng không biết cách nạy thì nó cũng không được đẹp, mong anh em thông cảm. Thì bây giờ mình sẽ một nửa sẽ để ăn sashimi luôn, ăn tái chanh. Còn một nửa sẽ nướng bơ hạch. Còn ốc anh em mình sẽ hấp xả. Bây giờ anh em mình sẽ bắt tay vào chế biến nhá. Đây là mỡ với hành các bạn nhá. Thì mình nướng nhưng mà không nướng than, nướng bếp khay bếp ga. Mình cho con vào, nhanh không, cái này nhanh chín. Đây mỡ hành mình cho một chút gia vị này. Nhiều hành ăn thơm. Thơm. Thời gian đợi cái kia nó chín thì mình sẽ hấp với ốc đi. Mình dùng xả khô nhé, mình không có xả tươi. Chỗ ít thôi, tiết kiệm, bên này rất là hiếm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn nghe tiếng đẹp 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 của thầu. Ok các bạn, bây giờ tất cả các món anh em mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Nhìn hấp dẫn quá. Xem nào, giờ biết trích món gì. Đây là sashimi hàu tái chanh, ốc hấp xả và hàu nướng bơ mỡ hành. Bây giờ mình sẽ làm con hàu nướng bơ hành trước nhé. Xin mời tất cả các bạn nhé. Mình chắc chẳng cần phải chấm gì nhỉ. Ừ, cho gia vị. Ngọt lắm. Thơm, thơm mùi hành. Ngậy. Hàu ngậy. Hơi đượm chút, nước hơi đượm chút. Bởi vì các con này nước biển. Mình cho thêm một chút nữa. Đây cái này nhá. Còn có món này. Ôi. À, bì mặt lạnh, trời thiên đang rất là nóng. Làm ớt bia mát. Thử con ốc rồi. À thử con ốc. Ôi, giờ làm con ốc cho các bạn xem nhé. Ôi các bạn này. Chấm bát nước mắm, tỏi ớt, hàng gừng. Giòn, ngon lắm. Giòn, ngon. Nước mắm tỏi ớt Việt Nam ấy, tuyệt vời. Ốc còn ngon nhỉ. Hôm nay tôi phải đánh giá ốc ngon nhất. Ốc ngon nhất. Còn không đến hàu nướng mỡ hành. Còn cái sashimi à, và cái hàu tái chanh này tôi ăn nhiều. Bên này tôi ăn nhiều lắm. Cứ thỉnh thoảng là thích là đi ra để mua về ăn. Nó cũng không phải là đắt. Mày nó chịu khó đi mua hay không chứ. Béo. Mình ăn mùi đặc quen rồi, giờ ăn không còn nhiều, không còn những vị sốc lên não như trước. Chứ ăn một hai miếng kinh lắm. Giờ ăn quen. Có chấm nhiều tí. Chỉ hơi tí rồi, cay cay mũi tí rồi. Coi như tất cả những món này là anh em mình đã xử lý sạch sẽ rồi các bạn. Thì thôi mình xin dừng video ở đây. Thì mong các bạn ủng hộ anh em mình. Hãy cho anh em mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.